xin xin lỗi anh em là máy nóng quá nó ngắt phát trực tiếp. Đã trực tiếp lại cho anh em. Máy hết pin, chuẩn bị hết pin rồi. Chân quá. Có anh em nào trong group đi làm về 5 giờ tạt vào đây chơi nhá. Các chú anh
Ra thì còn tiếp tục như bây giờ.
Làm việc không làm việc. Chở ai họ đi quay lại. Em đi một mình. Em mới xuống đây là đầu tiên. Xin phép anh em kết thúc livestream ạ. Nói hết pin ạ.